Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các anh chị đang xem kênh Thành Vương Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì tiếp tục một số những cái thông tin khá là căng thẳng liên quan đến câu chuyện của Hàn Ni, Văn Sĩ và Nguyễn Phương Hằng. Và đặc biệt hơn nữa là một câu chuyện đang được quan tâm rất là lớn, đó chính là Ngọc Trinh cả nhà. Ngày hôm qua đó thì về phía Ngọc Trinh sau khi rời khỏi trại giam T30 thì đồng loạt sao Việt gửi những cái lời chúc mừng đến Ngọc Trinh. Thanh Quyền thấy rằng một số những cái cô chú anh chị khán giả đó, mặc dù là không mến mộ gì đâu, cũng như là không phải là fan gì, nhưng mà khi mà nghe thông tin Ngọc Trinh được cho hưởng án treo, được trở về nhà ăn Tết trong cái Tết Nguyên Đán năm nay đó, thì cũng gửi những cái lời chúc mừng đến em ấy. Thì chúng ta thấy rằng là dù sao đi nữa, bản thân của Ngọc Trinh đó cả nhà, với cái tội của Ngọc Trinh thì một trong những cái mức án treo, 1 năm tù treo, 2 năm thử thách, đó cũng là một cái bài học vô cùng quý giá rồi. Rất là nhiều người cho rằng là phía cơ quan chức năng đó họ làm rất là đúng với cái mức án này, có lẽ rằng là khiến cho Ngọc Trinh và là đủ sức răn đe một số những cái gọi là các người nổi tiếng khác rồi, và khiến cho Ngọc Trinh cũng là một trong những cái bài học mà nhớ đời của cô ấy luôn, và đủ sức để mà răn đe những cái anh chị gọi là nghệ sĩ nổi tiếng khác. Cho nên người ta cũng cảm thấy là rất hài lòng, về lý về tình thì đều hợp lý cả, được rồi chú anh chị. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, có một cái nhân vật đó chính là chị Lan. Chị Lan thì chỉ nhảy vào để mà phân tích cái câu chuyện của Ngọc Trinh và mang ra để mà so sánh với cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, mặc dù hai câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Mặc dù hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau và thậm chí là không liên quan gì đến chị Lan này cả, cô chú anh chị. Rồi, một số những cái nhân vật mà bên vực cho Hàn Ni và Văn Sĩ đó, thì họ lại mang câu chuyện của Ngọc Trinh ra và so sánh với câu chuyện của Hàn Ni. Một trong những cái điều mà chúng ta thấy cũng hoàn toàn khác biệt luôn. Họ cho rằng là Ngọc Trinh thì bị được hưởng án treo rồi, như vậy Hàn Ni, Văn Sĩ thì sao? Có được gọi là áp dụng dưới khung hình phạt hay không? Ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là Ngọc Trinh được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử cho hưởng cái mức gọi là dưới khung hình phạt. Đầu tiên thì Viện Kiểm sát đề nghị từ 6 đến 9 tháng là cũng đã là dưới khung rồi. Nhưng mà sau khi nghị án thì hội đồng xét xử tiếp tục, chúng ta thấy là từ khoảng 2 đó không có án treo, thì về phía hội đồng xét xử lại xem xét đưa xuống gọi là khoảng 1. Thì lúc đó thì chúng ta thấy rằng mới có án treo. Tại vì khoảng 1 là theo quy định đó, khoảng 1 điều 318 là phạt hành chính từ 5 triệu đến gọi là 50 triệu, hoặc là cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm. Cải tạo không giam giữ có nghĩa là án treo đó cả nhà. Thì như vậy thì Ngọc Trinh đã được xem xét để mà hạ khung từ khung 2 cho đến khung 1. Cho nên là họ đặt ra cái cái điều cho rằng là như vậy thì Hàn Ni bây giờ đó, Hàn Ni, Văn Sĩ bây giờ vẫn chưa nhận tội, thì khoảng thời gian sắp tới khả năng là cũng sẽ được xem xét hạ từ khung 1, hạ từ khung 2. Hàn Ni với Văn Sĩ đã bị truy tố theo khoảng 2 đó cả nhà, là khung 2 đó, khoảng 2 điều 331 của Luật sự 2015, thì cũng dưới khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Và họ cho rằng là khoảng thời gian tới Hàn Ni, Văn Sĩ cũng sẽ được xem xét để mà hạ khung như thế này như thế kia. Nói chung là một trong những cái điều mà khá là buồn cười khi mà hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Ngọc Trinh thì phạm tội nữa, phạm tội với cái lỗi gọi là không cố ý cả nhà, chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm trên các nền tảng mạng xã hội. Và chúng ta thấy những giọt nước mắt, những cái lời nói sau cùng của Ngọc Trinh đã rơi ngày hôm qua khi mà Ngọc Trinh được hưởng án treo ngay lập tức luôn. Ba của Ngọc Trinh cũng như chị gái Ngọc Trinh vui mừng khôn xiết, họ đã rơi nước mắt. Ba Ngọc Trinh thì ríu rít lấy điện thoại để mà điện thông báo cho người nhà, thông báo cho người thân. Thậm chí ông ấy cũng đã rơi nước mắt khi mà hơn 3 tháng trời không được gặp con gái của mình cả nhà. Chúng ta thấy vô cùng xúc động. Và cái lỗi Ngọc Trinh thì chúng ta thấy rằng là nó cũng gọi là không phải là nó nặng gì cho lắm. Mặc dù là nó nguy hiểm đó, nguy hiểm cho xã hội và gây mất trật tự. Nhưng mà chúng ta thấy là đã ăn năn hối cải, và tại thời điểm gây ra cái sự việc thì cũng chưa ảnh hưởng đến gọi là thứ nhất là tài sản, thứ hai là về người, và cô ấy đâu hối hận rồi.
thì rõ ràng đó là cái mức án khoan hồng từ phía cơ quan chức năng, chúng ta thấy rõ rệt. Nhưng còn Hàng Ni và Văn Sĩ thì hai người này đến giờ này là vẫn là chưa có gọi là hình thức gọi là ăn năn hối cải gì cả. Và bên cạnh đó chúng ta thấy đó, đối với Ngọc Trinh thì cô ấy không biết lực, còn đối với Hàng Ni Văn Sĩ thì rõ rệt quá rồi, là những người gọi là mang tên là luật sư, nhà báo, và thậm chí là Trần Văn Sĩ là người gọi là từng công tác trong gọi là từng dạy luật trong gọi là sở bộ tư pháp gì đó cả nhà. Thanh Nguyên nhớ rằng là ông ấy có từng công tác trong đó đó, cũng là từng làm thầy giáo dạy luật. Và Thanh Nguyên còn nhớ rằng thời điểm đó thì Quỳnh Như, Bùi Thanh Quỳnh Như đó, là một người từng đã được Trần Văn Sĩ dạy trong một cái buổi học đó, như là dự giờ gì đó cả nhà. Cho nên là đối với một người thầy đã từng dạy luật và một luật sư nhà báo, thì đừng nói cái câu chuyện mà các anh gọi là thiếu kiến thức về luật nha cô chú anh chị. Cái người mà như Ngọc Trinh hay là bà Hằng thì rõ ràng là đối với một công dân, bà Hằng chỉ học hết lớp 3, còn Ngọc Trinh đó là một cái nghề khác, người mẫu hoặc là diễn viên, nghệ sĩ showbiz gì đó, thì chúng ta thấy là hoàn toàn khác biệt nhau rõ rệt. Biết luật và phạm luật. Còn người ta không biết luật thì có thể châm chế được, nhưng mà các anh các chị là những người thầy dạy luật, luật sư nhà báo, để nói rằng chúng tôi không biết rằng cái này là sẽ vi phạm thì nó quá nực cười, đúng không cô chú anh chị? Cho nên để nói rằng mang cái hai cái câu chuyện ra so sánh thì nó một trời một vực. Khi mà cơ quan chức năng họ vẫn chưa có thông báo những cái thông tin chính thức thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi thôi. Nhưng đó là cái phân tích mà cho chúng ta thấy rõ nhất là hai cái câu chuyện. Thứ nhất là hai tội danh hoàn toàn khác nhau và trong cái trường hợp khác nhau, hành vi phạm tội khác nhau, là những người không biết luật, chưa hiểu hết về luật và vô tình phạm tội, và một người, một bên thì rất rành luật và cố tình vi phạm một cách trắng trợn, thì cái bên nào nó nặng hơn? Chứ đừng mang ra so sánh, nó rất khập khiễng, đúng không cô chú anh chị? Nhưng mà Đinh Lan ngày hôm qua đó cả nhà, thì sau khi mang câu chuyện Ngọc Trinh ra để so sánh với bà Hằng, thì Đinh Lan dường như cảm thấy là chưa hài lòng hả dạ, thì tiếp tục mang câu chuyện này lên trên bài cộng đồng của mình. Và lần này thì Đinh Lan nói chung là làm khá là căng thẳng, thậm chí là gọi tên luôn gọi là trưởng công an, gọi tên luôn gọi là cán bộ công an nha cả nhà. Lưu ý tôi nhắc về Ngọc Trinh lần này nữa thôi, vì tôi không lôi người không liên quan vào việc của mình. Cái miệng này nói là không lôi người không có liên quan, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là lần này lần thứ hai chị làm như vậy rồi đó. Hãy để cô ấy quên đi vết sẹo cuộc đời này. Bài viết tôi phản biện năm YouTube ngày hôm qua đã tấn công và vu khống làm nhục tôi, đó là các kênh Hương Quảng Châu, Thanh Nguyên Vlog, Tài Chính, Kỳ Tấn Đạt và Các Việt. Ủa chị Lan, nói chung là không biết rằng là cô chú anh chị nghe những cái lời chia sẻ của em thì có cái từ ngữ nào để làm nhục chị Lan không cả nhà, hay là vu khống làm nhục hay không, thì quý vị hãy để lại cái bình luận, hãy nói một câu công bằng đi. Thanh Nguyên có nói những cái lời gì mà quá đáng đối với chị Lan, hay là chửi bới chị Lan, hay là làm nhục chị Lan hay không, là chỉ phân tích dựa theo những cái bài viết của Đinh Lan thôi, mình thấy nó quá vô lý cả nhà. Chúng tấn công tôi nên tôi mới đăng bài về hình ảnh của Ngọc Trinh bị còng tay, còn Nguyễn Phương Hằng thì không bị còng tay. Mà kênh Cất Việt, Kiện Tiết Đạt, Thanh Nguyên lại làm mỗi kênh 2-3 clip nhục mạ là tôi ghen ăn tức ở với bà Hằng, và nói mai mốt bị bắt thì có được ưu ái như bà hay không. Thì nói chung là nếu như mình không ghen ăn tức ở người ta đó, thì khi người ta đã đi tù rồi, người ta đã thi hành án, người ta đã trả giá rồi, như vậy thì mình còn lên để mình nhắc tên người ta, lôi cái câu chuyện của người khác vào để làm gì, đúng không cô chú anh chị? Nếu mình cảm thấy rằng cái mức án hay là cái bản án nó chưa phù hợp, mình không đồng ý, thì mình có thể đi khiếu nại kiện tụng gì đó, đúng không quý vị? Nói nghe nè, chúng mày đừng lôi tên Lan vào các buổi livestream nữa, tại chúng mày tấn công tao nên phân tích kỹ hơn vụ xét xử Ngọc Trinh và Nguyễn Phương Hằng. Đây là cái lời phân tích của chị Lan nha, thì quý vị nghe để coi rằng chị Lan phân tích có đúng hay không, là tại sao người ta phải phản biện chị Lan. Phân tích trong đúng thì người ta phản biện thôi. Cái vấn đề phản biện là cái câu chuyện rất bình thường trên mạng xã hội cả nhà, bởi vì đó
Nếu như mà bản thân Thanh Nguyên mà phân tích không có đúng thì cũng sẽ có rất nhiều người khác phản biện thôi, phản biện qua phản biện lại, thì giúp cho câu chuyện nó được rõ ràng hơn, và những cái phân tích nó nhiều hướng, nó đa dạng hơn, thì sẽ giúp cho khán giả khi mà người nghe đó họ sẽ hiểu theo nhiều hướng khác nhau, và hiểu kỹ cái câu chuyện hơn. Thứ nhất là Ngọc Trinh mang còng và mặc bộ đồ tù nhân, nhưng cảm thấy phản cảm cho Nguyễn Phương Hằng nên phút cuối mới lấy tạm cái áo trắng mặc vào đó chúng mày à. Tại sao chị biết cái điều này? Ai nói cho chị biết cái điều này? Ai nói là Ngọc Trinh gọi là mặc vẫn mặc đồ tù nhân? Ta thấy mặc áo sơ mi trắng đó thôi. Còn cái câu chuyện gọi là chị nói rằng là nên thấy phản cảm cho một Nguyễn Phương Hằng. Cái câu chuyện này là sao chị biết được người ta mang Ngọc Trinh ra nó thấy cảm thấy so sánh với bà Nguyễn Phương Hằng không đúng cho nên người ta phải thay áo trắng. Chị nói làm như Đinh Lan nói làm như là cơ quan chức năng là đang có vấn đề cả nhà. Chị Đinh Lan lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mong muốn người khác, khán giả của chị Lan là phải hiểu lầm cơ quan chức năng hết trơn á. Mình thấy rõ là như vậy nha. Vẫn mặc cái quần xanh dùng cho bị cáo đang bị tạm giam. Nguyễn Phương Hằng trước khi ra tòa đã được duỗi thẳng tóc nhộm đen và trang điểm kỹ càng lẫn là móng tay dài thòn, trong khi quy định của trại tạm giam và trại giam là không cho phạm nhân được để móng tay dài. Cái này là hỏi thật chị Lan luôn. Chị Lan có bị tạm giam hay là chị Lan có bị giam lần nào chưa mà biết rõ cái quy định của trại giam như vậy? Cái này là mình hỏi thật. Linh Lan có bị tạm giam lần nào chưa? Có bị vô trại tạm giam chưa mà biết rõ cái quy định vậy? Thật ra cái quy định không để gọi là móng tay dài đó thì Thanh Nguyên cũng đã có nghe cả nhà. Như nó cũng có phần đúng, nhưng mà trên thực tế đó, cái vấn đề gọi là làm nail đối với phụ nữ nha, đối phụ nữ đó làm nail hoặc là duỗi tóc hay cho đến trang điểm này kia đó, người ta không có cấm, mà quan trọng đó là cái thời điểm mà mình làm xong đó, đối với những phạm nhân bình thường nha, làm xong thì còn phải đi lao động. Là những người mà bị đã thi hành án rồi đó cả nhà, thì phải đi lao động, thì quan trọng mình làm móng tay xong đó thì mình có giữ được bộ móng tay này nó lâu dài hay không, hay là phải đi lao động đi làm này làm kia thì bắt đầu nó lại banh chành hết. Còn đối với câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, hiện tại bà đang bị tạm giam không phải là tội phạm, chưa phải được xem là tội phạm khi chưa đưa ra xét xử. Bị tạm giam chưa được xem là tội phạm, Linh Lan nên nhớ cái điều đó. Chưa đưa ra xét xử, chưa kết án thì bà ấy chưa phải đi lao động. Khi bà hiện tại nè, cho đến thời điểm hiện tại nè, khi bà đi thi hành án thì phải đi lao động nè. Còn cái công việc của bà như thế nào là tùy theo về phía gọi là các gọi là quản giáo tại trại giam họ sắp xếp cả nhà. Cái điều đó điều bình thường đó, cái câu chuyện mà người ta đâu có cấm làm nail, thậm chí trong trại tạm giam hay là trại giam người ta có sẵn luôn một cái spa làm đẹp luôn. Cái đó là cái nghề của người ta, của một số gọi là những người người ta dạy nghề, đối với những người mà thi hành án trong đó cả nhà, người ta dạy nghề, người ta bắt cho những cái gọi là người ở trong người tội phạm thi hành án đó, làm rồi xong sau này ra khỏi trại giam thì có cái nghề sầu ba để ra ngoài làm ăn lương thiện cả nhà. Cho nên là cái câu chuyện Đinh Lan nói rằng là hai người hoàn toàn khác nhau. Tại sao mà Ngọc Trinh bị còng tay, nói chung á, cái câu chuyện còng hay không còng hay mặc đồ gì á, nó không có liên quan đến cái câu chuyện tính chất của vụ án. Quan trọng đó là người ta đưa điều tra như thế nào và đưa cái vụ án ra xét xử ra làm sao, thì đối với từng người, từng giai đoạn nha, và từng theo cái thái độ của gọi là tội phạm thì người ta sẽ xem xét để gọi là có một cái gọi là đối xử. Đối với Hàng Ni bây giờ nè cả nhà, nếu mà cố tình không nhận tội như vậy hoài đó, cố tình không nhận tội hay là chống đối với cơ quan chức năng thì người ta sẽ có cách đối xử riêng thôi, đơn giản vậy thôi. Còn bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta thấy rồi, trong một khoảng thời gian gọi là mà kết thúc điều tra rất là lâu, nhưng mà phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm một số những người có liên quan, chứ bản thân bà ấy thì bà ấy đã nhận tội rồi, nhưng mà người ta vẫn trả hồ sơ để làm những người có liên quan. Thì trong cái thời điểm đó bà không có chống đối, bà hợp tác với cơ quan chức năng, thì người ta gọi là có một cách đối xử khác với bà ấy mà thôi, như vậy thôi. Còn nếu mà chống đối thì người ta đối xử khác, điều đó bình thường.
mặc đồ gì hay cầm tay hay không nó không ảnh hưởng đến tính chất của vụ án nha cô chú anh chị. Cho nên Đinh Lan này là đưa ra những cái thông tin như vậy là hoàn toàn nó đều bị bác bỏ. Ngọc Trinh bị áp giải từ xe xuống với hai bên là cán bộ chiến sĩ công an, một nam một nữ, nắm chặt tay như tội phạm nguy hiểm sẽ bỏ trốn. cái điều này đó thì chị Lan nói quá rồi. Bởi vì Ngọc Trinh bước từ xe tù xuống thì người ta phải gọi là dịn Ngọc Trinh thôi, hai người hai bên để mà dịn đỡ cô ấy xuống xe tù, lỡ té là sao đúng không cô chú anh chị? Bởi vì lúc đó báo chí đang chụp rằng lỡ cô ấy bị ngã xe trên đó té xuống thì sao, cho nên người ta kẹp hai tay bên người ta đỡ xuống thôi. Nhưng Đinh Lan làm quá ghê gớm lên, nhất là áp giải tù nhân nữ mà nam áp giải còn lại bấu chặt quỷ tay Ngọc Trinh như vậy. Đinh Lan nói rằng là bấu chặt, nhưng mà rõ ràng cái anh chiến sĩ đó thành thấy rằng chỉ đỡ Ngọc Trinh từ trên xe tù xuống, còn lúc đi vào thì lúc đó báo chí ập lại chụp hình, cho nên là người ta phải đứng kè kè bên Ngọc Trinh để người ta gọi là dẹt đường, yêu cầu báo chí đừng không được xông vào, lỡ có người nào xông vào bên phía tội phạm rồi sao, làm gì cô ấy rồi sao cả nhà. Cho nên người ta phải bảo vệ, gọi là lúc đó là các chiến sĩ công an ở bên cạnh là để bảo vệ Ngọc Trinh thoát khỏi những cái phóng viên hay là cái này cái khác. Cô chú anh chị, Nguyễn Phương Hằng thì không đeo còng, lần nào mà còn mượn cô cảnh sát áp tải đặt tay lên nhẹ nhàng chụp hình cho báo đăng nữa đó. Có phạm nhân nào ra tòa mà được công an phục vụ điện thoại nước uống như vậy không? Đã vậy còn thêm một tấm đeo túi hiệu để đưa ra ngoài cho các YouTuber đăng tải lên mạng xã hội nữa chứ. Cái đó là báo đăng, không có YouTuber nào đăng được nha chị Lan. Ngọc Trinh không được bảo vệ hình ảnh, Nguyễn Phương Hằng được bảo vệ hình ảnh tối đa, báo chí không được chụp tấm nào lúc bà ta xuống xe tù hay lên xe tù về trại giam. Phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng ngày 21 tháng 9 như buổi biểu diễn thời trang của bà Nguyễn Phương Hằng cùng các cán bộ chiến sĩ công an làm nền cho bà Nguyễn Phương Hằng lấy tiền che thân. Nói chung là bản thân Đinh Lan thì chúng ta nghe rất là rõ rồi. Có lẽ rằng về phía công an thành phố Hồ Chí Minh đó, cơ quan chức năng đó, người ta cũng sẽ xem xét những cái nội dung này của Đinh Lan mà thôi. Tất cả những cái nội dung mà Đinh Lan đưa ra, nói chung Đinh Lan không biết cái quái gì trong đó hết. Không biết cái câu chuyện gì về phía người ta làm việc từ phía gọi là trại giam hay là về phía các chiến sĩ công an mà bảo vệ cái lúc ra tòa đó cả nhà. Thì không có biết gì cả. Người ta làm việc theo gọi là sự chỉ đạo, chứ không phải là đơn giản là muốn làm gì đó mà làm. Bởi vì ra lúc mà ra tòa thì có báo chí, có truyền thông đăng tải rầm rộ, không có ai dám làm bậy đâu cô chú anh chị. Còn Đinh Lan thì chúng ta thấy là luôn đưa cái thông tin mà khiến cho người nghe đó. Nếu cô chú anh chị mà fan của Đinh Lan thì nghĩ cái gì? Này công an thành phố Hồ Chí Minh có vấn đề, hay là những người mà bảo vệ ra tòa hay này kia, tòa án này cũng có vấn đề này kia nọ, đúng không? Đúng không quý vị? Thì Đinh Lan với cái mong muốn của Đinh Lan là gì? Bởi vì đồng đội của Lan là ai? Đồng đội của Lan là Trần Đình Thu, là Đào Kim Lân, Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh đâu, là những cái đối tượng mà mang danh là luật sư đó. Hay là Trần Văn Sĩ cũng vậy nè, mang danh là luật sư mà cấu kết như là Nam Quang, Tiến Dũng nè. Đinh Lan thì chơi thân với Nam Quang mà. Rồi anh Sĩ thì chơi thân với Tiến Dũng. Và Nam Quang, Tiến Dũng là những người như thế nào chúng ta có thể hiểu được rồi. Quá rõ rồi, quá rõ rệt, không thể nào chối cãi được với những cái lưng điệu như Đinh Lan trong khoảng thời gian gần đây. Thì chúng ta thấy rất là rõ, muốn cho người dân hiểu sai về cơ quan chức năng, đặc biệt là công an thành phố Hồ Chí Minh, quá rõ rệt. Thì cơ quan phải cần xem xét những cái điều này, những đối tượng này. Và Thanh Nguyên nghĩ rằng là Đinh Lan đang thuộc cái diện rồi, diện đặc biệt chú ý rồi cả nhà, cho nên là không thoát được đâu. Có lẽ rằng là cho chị Lan ăn Tết xong cái Tết này đi, để rồi tính tới những cái câu chuyện tiếp theo. Không biết rằng quý vị thấy rằng cái sự phản biện của chị Lan nó như thế nào. Mọi ý kiến đóng góp để lại với phần video, thì Thanh Nguyên có thể tham khảo hơn. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.